Alo, có chuyện gì đấy? Bận lắm không? Có chuyện muốn hỏi. Hỏi đây á? Ừ, nói đi. Vừa xong việc. Chuyện của Gia này may anh thôi. Tôi đang ở rạp chiếu phim gần công ty. Ra luôn nhá. Sao tự nhiên hẹn ở rạp chiếu phim? Muốn biết thì đến nhanh. Hỏi nhiều. Tôi hỏi anh, ông Kình có phải là em ruột của bà Gian không đấy? Không, mà cũng gần như là ruột thịt đấy. Có chuyện gì à? Tự nhiên là hỏi thế. Vì tôi nghe nói chính ông Kình là người tuyên bố hủy hôn. Có gì sai sai ở đây? Với một người tính cách bí ẩn như ông Kình thì tôi thấy là điều bình thường mà. Lúc nào bà cũng bênh chị ta. Nếu trong bụng cháu mà không một con của Gia An, bà đã không... Không phải thế nhá. Nhưng mà rõ ràng chị vẫn đang sống tốt mà. Tại sao chị vẫn nhởn nhơ, trong khi cháu chỉ bị một lỗi lầm nhỏ mà tước đoạt đi hạnh phúc của cháu? Cô muốn có đám cưới đúng không? Tôi sẽ cho cô một đám cưới đúng như ý cô muốn. Tôi sẽ làm đám cưới với cô, sẽ cho cô danh, nhưng không có phận. Tôi không bao giờ chấp nhận một người vợ như cô. Phương đến với La La vì công việc và ở lại vì ân tình mạnh ạ. Phương không thể phụ ân tình của giám đốc, nhất là trong lúc La La đang gặp khó khăn như hiện tại. Về nguyên tắc, La La sẽ phải lên một châu ký. Vì vậy tôi mới nói đây là ngoại lệ. Tôi xin phép được đóng dấu ạ. Anh ngồi đi. Tôi có việc này muốn hỏi anh. Câu hỏi đi. Tại sao lại nhanh chóng đồng ý và chịu xuống tận đây để ký hợp đồng? Theo cậu, lý do là gì? Anh thấy được tiềm năng và lợi nhuận từ công ty. Vì Phương, tất cả những gì Phương ấp ủ, tôi sẽ thực hiện bằng được. Lâu quá rồi không gặp nhỉ. Cháu của bà đẹp trai phong độ đấy. Cháu trai của bà khác xưa rồi. Đây là chị Phương, trợ lý của bà. Tôi làm mọi việc theo yêu cầu của giám đốc giao phó. Tốt nhất hãy tự làm tốt công việc của mình đi. Này, chị có tư cách gì mà chị nói ra ở tôi đấy hả? Nó là đứa thông minh, nhưng nó sống quá bản năng. Vậy chị vẫn quyết định để cho Gia An làm giám đốc? Tiếp tục sự nghiệp, đấy là bổn phận và trách nhiệm của cháu. Cháu xin lỗi, cháu có công việc của mình, chứ không phải công việc của bà nhét vào tay cháu. Mà bà có nghĩ rằng việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà không thương lượng, bà chỉ thông báo thôi. Sao chuyện gì chị cũng về ton hót với bà tôi thế nhỉ? Cháu không thể chịu đựng được cái cảm giác suốt ngày bị cậu ta mỉa mai. Tôi thì chán nhìn cái bản mặt của chị rồi. Cháu có biết vì sự ích kỷ của cháu mà cháu biến bao nhiêu người không liên quan thành trò cười không? Cũng vì bà cứ dồn ép cháu. Bà mất tích rồi. Chị ta chỉ là trà xanh thôi. Anh rồi ôi. Ôi, ông không nhìn à? Nhìn cái gì? Mặt bà cái song song nhìn trời.